Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng 2021. Chúc mừng năm Tân Sửu. Kính chúc quý vị và toàn thể các bạn yêu Lan cùng đại gia đình của các bạn năm mới sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Mọi điều trong năm nay đều may mắn thuận lợi. Tất cả công việc của các bạn đều phát triển và các vườn lan cũng như là các nhà vườn lớn, nhà vườn nhỏ cũng như các bạn yêu lan đều chăm được những giò lan đẹp và coi như là năm nay là được giá, một thị trường lan sôi động và mọi người trồng lan đều có kết quả tốt đẹp, tài chính thì coi như là rủng rỉnh, tiền bạc thì dư giả, nói chung là mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với thị trường lan năm nay. Hôm nay là mùng 1 Tết. Em làm một video ngắn gửi tới tất cả các quý vị yêu lan những lời kính chúc tốt đẹp nhất dành cho năm mới và năm Tân Sửu này. Mong quý vị và các bạn đón nhận và ủng hộ kênh YouTube của em. Các bạn nhấn chuông đăng ký cho em làm để cho kênh của em phát triển và em sẽ chia sẻ những các cái điều tốt đẹp nhất, những kinh nghiệm của mình cũng như những điều tốt đẹp nhất về nuôi trồng cây lan trong những video tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn. Các bạn nhớ ủng hộ kênh cho em nhé. Thì hôm nay thì em quay một chút về không gian nhà mình cũng như là giới thiệu với các bạn toàn cảnh giàn lan của em. Thì nó cũng đây là các giò quế và tam bảo sắc này. Những cái giò để mình chơi thỏa mãn đam mê. Em trồng vào gỗ là chủ yếu cho nên nhìn nó rất là khô, nhưng mà vào mùa xuân này thì mình chăm sóc tưới thì sẽ rất là đẹp nhé. Đây là hàng đam mê của mình, gồm quế, cáo, tam bảo sắc, đay trâu, hoàng nhạn, nói chung gọi là đủ các loại thành phần, hàng đam mê mà. Phi điệp rừng, chủ yếu em trồng vào gỗ cho nên là nhìn thì nó rất là phải chăm, nó rất vất vả, nhưng mà mình đam mê như vậy, mình đam mê như vậy thì mình làm với các bạn nhé. Đấy, nói chung là như vậy. Đây, những cái gọi là đam mê. Đây là vũ lữ này. Vũ lữ. Vũ lữ cũng rất là đẹp. Nở hoa thì bền. Ở đây còn là cái chuồng cọp của em này. Đây là hoa con gái trồng, năm học lớp 1 mà con gái trồng đã được nở hoa như vậy. Đúng Tết luôn các bạn ạ, đúng rồi. Gọi là ba rất yêu cây cối thì con cũng biết chăm cây cối. Còn đây là địa chỉ, số điện thoại, tất cả những cái gì liên quan đến vườn và tên của nhà vườn em. Còn đây là chuồng cọp ạ. Chuồng cọp của em. Em vừa đi làm lễ ở ngoài nhà, một cái nhà nữa của em ở ngoài kia về, cho nên em đi ra ngoài em phải đóng cửa các bạn ạ. Đây là cái chuồng cọp. Bây giờ em phải mở cửa. Em mở cửa. Thì chuồng cọp là mình phải cẩn thận. Đi đâu thì khi mình có nhà thôi, chứ đi đâu là mình phải đóng cửa. Đấy. Cái chuồng cọp này thì nhiều cây va của em thì vẫn chưa thay được, chưa sang chậu được. Tại vì là đợt vừa rồi Tết em bận quá. Đây là một số em đã thay được đây. Còn những chậu này thì chưa thay được này. Và những cái chậu kia cũng chưa thay được này. Trong này là em nuôi trồng hàng va nhé. Đây là cây Phú Thọ này. Phú Thọ này. Đây những cái chậu này là chậu phi 45. Thì em cho ra đây luôn là để ý định làm lái này. Đây là chậu Phú Thọ mũi trắng. Đấy. Đây là Phú Thọ này. Đây là một cái viên lạc của HO này. Cái này cũng lấy của chú nhà vườn Hiển Oanh này. Đấy. Đây là Phú Thọ này.
Phú Thọ này, đây là Phú Thọ này, Phú Thọ khá nhiều, cũng không nói là nhiều nhưng mà là nhiều nhất trong vườn. Đó. Đây là một văn sơn, mít văn sơn huyền thoại, mít bà cụ đấy. Đây cũng là một chậu 45 làm lái này. Đó. Đây HO này, HO này, hồng yên thủy này, hồng yên thủy này, kia là HO này, hồng yên thủy này, Phú Thọ này. Nói chung là em chỉ hiện nay nhà vườn em là gồm Phú Thọ, mít văn sơn, hồng yên thủy và HO. Ngoài ra thì em chỉ tập trung vào bốn cây đó trước. Đó. Còn những cây mà không phải hàng va thì cũng có khá nhiều giống đấy. Đây thì quay quang cảnh cái dàn của em một chút đây. Hiện nay là em vẫn để cái nhựa không thôi. Đấy. Hoàn toàn là để cho ăn nắng qua nhựa thôi, chưa che dàn, chưa che lưới các bác nhé. Đấy. Và mùa xuân này thì sẽ là mùa phát triển của cây. Mùa phát triển của cây cối các bạn. Đấy. Mùa phát triển của cây cối nhé. Đầu xuân năm mới, cuối video em xin chúc tất cả đại gia đình Yêu Lan của nhà mình là năm Tân Sửu là một năm thật thành công đối với ngành lan và cũng như là tất cả những người yêu lan, trồng lan. Chúc tất cả nhà sức khỏe thật dồi dào, hạnh phúc, thành công. Các bác nhớ đăng ký kênh ủng hộ em nhé. Em xin trân trọng cảm ơn. Tết rất nhiều rượu. Đây là một cây quất bonsai tiêu quý bé nhưng mà em rất thích.